Samson cùng với người con trai lúc này đang đi săn cá sấu trong một khu đầm lầy. Người con trai nhát gan bị một con cá sấu dọa cho mém tè trong quần. Sợ không thể giữ được nữa nên anh ấy sau đó liền vào bìa rừng để đi vệ sinh. Đến khi anh ta đi ra thì chứng kiến cha mình đã bị ai đó sát hại rất dã man. Rồi đến lượt anh chàng cũng phải nộp mạng, bị quăng quật rất mạnh vào gốc cây, còn bị moi cả ruột ra ngoài. Kẻ sát nhân chính là tên có ngoại hình to cao, vạm vỡ cùng gương mặt quỷ dị với một nhát chém ngay giữa mặt, trên tay luôn cầm một cây rìu, trực chờ bổ xuống các nạn nhân. Liệu họ có thể sống sót với lưỡi rìu tử thần của tên đồ tể này hay không? Cùng mình tìm hiểu bộ phim ngày hôm nay nhé. Lưỡi rìu được sản xuất vào năm 2006. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Vào ngày lễ hội Mardi Gras được tổ chức ở New Orleans, như bao thanh niên khác, nhóm của Ben cũng đến đây tham dự để có thể say xỉn thỏa thích, ngoài ra còn có thể nhìn thấy những thứ hay ho khác. Tuy nhiên, vì Ben vừa chia tay cô bạn gái quen 8 năm nên tâm trạng rất chán chường. Anh chàng không mấy háo hức với những tiết mục này, và những kẻ thất tình thường hay có những suy nghĩ điên rồ. Ben nghe nói khu đầm lầy ở đây bị ma ám nên muốn đến đó để xem thực hư. Marcus, bạn thân nhất của Ben không nỡ để anh đi một mình, trở thành người đồng hành trong chuyến thám hiểm này. Nói là thám hiểm chứ thực ra là đi tham quan, vì dân địa phương ở đây còn mở cả tour du lịch đến đó. Hai người ban đầu đi đến Rave Zombie để đăng ký tham quan, nhưng ông ấy đã đóng cửa vì năm ngoái bị khách hàng kiện do sơ suất để họ gặp chấn thương trong lúc đi. Rave Zombie giới thiệu họ đến tìm một hướng dẫn viên khác tên là Son. Tại đây có một đoàn làm phim khiêu dâm 3 người gồm hai cô nàng diễn viên nóng bỏng Jenna và Misty cùng với ông đạo diễn kiêm luôn camera, Doug. Tất cả lên xe để di chuyển đến khu đầm lầy. Trên xe có thêm vài du khách khác đã đợi sẵn, đó là một cặp vợ chồng lớn tuổi, Jim và Shannon, một cô gái kiệm lời tên Maribeth. Tất cả đoàn tham quan đi ngang qua một nghĩa trang rộng lớn trước khi đến khu đầm lầy. Trời cũng đã tối, họ tiếp tục di chuyển sang một con thuyền nhỏ. Người dân địa phương ở đây cố gắng cảnh báo họ hãy tránh xa khu vực này nhưng đây là phim kinh dị mà. Sao mà nghe theo được, Son đưa họ đi tham quan một ngôi nhà được cho là của Victor Crowley, một tên đồ tể trong truyền thuyết. Nhưng tất cả đều cho rằng đây chỉ là truyền miệng, không ai tin rằng hắn có tồn tại cả. Bất ngờ, có ai đó xuất hiện trước ánh đèn rồi nhanh chóng biến mất. Bỗng con thuyền đụng phải đá ngầm bên dưới và bị mắc kẹt. Trời cũng đổ mưa rất lớn, nước nhanh chóng tràn lên thuyền. Jim đề nghị tất cả đi theo nhánh cây này để lên bờ trước khi con thuyền bị chìm. Nhưng ông ấy vừa đi được vài bước thì bị cá sấu tấn công. Nhờ có Maribeth nổ súng đuổi nó đi thì mới giải cứu được ông ấy. Hơi chật vật một chút nhưng cả đoàn đều đã lên bờ thành công. Tất cả bắt đầu chất vấn Son vì sao lại tổ chức một tour du lịch kiểu như vậy. Anh chàng mới thú nhận mình vừa chuyển đến đây sống vài ngày, được người khác nói tổ chức tour đi tham quan đầm lầy có thể hốt bạc rất nhanh. Đây là đoàn thứ hai anh ấy dẫn đi, nên Son không am hiểu về đường sông cho lắm. Rồi họ cũng quay sang thắc mắc vì sao Maribeth lại có súng. Hóa ra cô ấy không đi tham quan, mà là đi tìm cha và anh trai. Vài ngày trước, họ đi vào khu đầm lầy này và bị mất tích. Vì là dân địa phương nên cô ấy biết có thể họ đã đối mặt với tên đồ tể Victor. Maribeth tiếp tục kể chi tiết hơn về truyền thuyết nói về hắn ta. Victor khi sinh ra đã mang theo một hình hài dị dạng, luôn bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác, buộc ông Thomas phải luôn luôn giấu kín con trai mình ở trong nhà. Vào một đêm Halloween, những đứa nhóc muốn thấy mặt của Victor nên đã ném pháo sáng vào nhà, ép Victor chạy ra ngoài. Nhưng không may, lửa phừng lên dữ dội, ông Thomas về đến thì tìm mọi cách để cứu con trai. Ông ấy dùng rìu phá cánh cửa, nhưng không hề biết Victor cũng đang đứng sát ngay đó. Thomas hối hận vì chính mình đã sát hại con trai, ông cứ ở mãi trong căn nhà đó suốt 10 năm, và sau đó qua đời vì một cơn đau tim. Từ đó, người dân quanh đây thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng của Victor gọi tìm cha. Kể xong câu chuyện thì Maribeth chỉ tay về phía căn nhà gần đó, nói đây chính là nhà của Victor. Càng đáng sợ hơn nữa khi bây giờ tất cả phải đi ngang qua nó bởi vì đây là con đường duy nhất để rời khỏi khu rừng. Jim đang bị mất máu khá nhiều nên bà Shannon không suy nghĩ nhiều, đi thẳng về phía trước. Lập tức Victor xuất hiện, bổ nhiều nhát rìu vào người Jim rồi quay sang sát hại Shannon bằng cách dã man nhất. Những người còn lại vắt chân lên cổ mà chạy. Maribeth ở lại dùng súng bắn gục Victor rồi chạy đi tìm những người kia. Tay đạo diễn trong lúc hoảng loạn đã bị tách khỏi đoàn. Ông ta vội núp vào một lùm cây, nghĩ đã an toàn nên ló đầu ra. Nào ngờ, đâm trúng cái người cần đâm, thế là ông ta bị tên đồ tể vặn cổ đứng một vòng. Phía bên này, mọi người bắt đầu họp bàn để tìm cách thoát thân, cho rằng Victor đã chết sau khi bị Maribeth bắn. Marcus ở trên cây và nhìn thấy có ánh đèn từ phía xa. Thế là họ men theo hướng đó, đi được một đoạn thì vấp phải xác của tay đạo diễn. Biết được tên sát nhân vẫn còn sống và đang truy đuổi họ. Maribeth cho rằng không thể chống cự mà không có gì trong tay, thế là Maribeth đề nghị quay về căn nhà của Victor để tìm vũ khí. Cô và Ben đánh liều đi vào trong, Mary bàng hoàng khi nhìn thấy thi thể của cha và anh trai. Bốn người ở ngoài này canh gác thì Victor bất ngờ xuất hiện từ phía sau, dùng máy mài, mài luôn răng của Jenna. Mary và Ben chạy ra dùng sẻng đánh trả hắn. Tất cả bỏ chạy, Son vì muốn cứu Jenna nên đã quay lại. Nhưng chưa kịp thì đã bị Victor dùng sẻng chém bay cái chân. Rồi hắn ta lụng luôn cái đầu của anh. Nạn nhân tiếp theo là Jenna khi bị hắn cho cái cán gỗ xuyên qua người. Chỉ còn lại bốn người, họ chạy một đoạn khá xa, đến khi ngước lên nhìn thì thấy đã quay trở về đúng ngay chỗ căn nhà của hắn.
biết rằng càng trốn chạy thì từng người một sẽ bị sát hại. Thế là tất cả lên kế hoạch dụ tên sát nhân vào căn nhà đó và phóng hỏa, vì Ben nhớ ban nãy mình có tìm thấy can xăng. Một mình Ben đi vào trong tìm xăng, Misty đứng canh gác, còn Maribeth và Marcus làm mồi nhử. Vừa quay đi quay lại thì Misty đã mất tích, rồi cái đầu của cô ấy được ném vào người của Ben. Victor xuất hiện chuẩn bị tấn công anh, rất may Maribeth đã chạy vào cứu kịp thời. Ben nhanh tay đổ xăng vào người hắn rồi nổi lửa thiêu cháy. Nhưng nào ngờ, đúng lúc này trời bỗng đổ một cơn mưa lớn và lửa nhanh chóng được dập đi. Nhân lúc hắn vẫn còn bất tỉnh, ba người tiếp tục tháo chạy. Họ đã chạy được đến khu nghĩa trang. Trong lúc vẫn đang xác định hướng đi tiếp theo thì Victor đã đuổi đến. Ba người tiếp tục chạy, ra được đến cổng nhưng nó đã bị khóa. Tên sát nhân lao đến vồ lấy Ben, cho một tí nước trong người. Mary tiếp tục là người giải nguy, nhưng chỉ chạy thêm được một đoạn thì Marcus đã bị hắn tóm được, ôm chặt lấy yêu thương vào lòng. Ben và Mary tìm thấy một cánh cổng khác, nó không bị khóa và đã chạy ra khỏi đó. Victor sau khi xử lý xong Marcus thì bẻ lấy một thanh sắt của cánh cổng rồi đi tìm hai con mồi cuối cùng. Hai người họ chạy ra đến đầm lầy thì Ben bị Victor phóng thanh sắt ghim chặt bàn chân xuống đất. Hắn ta lao nhanh đến, Maribeth nhanh trí nói Ben hãy bẻ cong thanh sắt về phía trước và đã thành công xiên lấy tên sát nhân. Nghĩ rằng lần này hắn đã chết thực sự, Maribeth dìu Ben đi dọc bờ sông và tìm thấy con thuyền nhỏ của cha mình. Họ dùng nó để thoát khỏi đây, nhưng bất ngờ, Maribeth bị Victor lúc này đang ở dưới nước kéo xuống. Cô ấy bị mắc kẹt dưới này, không thể nào bơi lên được. Thì may mắn nhìn thấy cánh tay của Ben đang chìa xuống, cô nắm chặt tay anh để được kéo lên. Nhưng không ngờ, ở trên thuyền lúc này lại là Victor, còn Ben đang nằm hấp hối. Hắn tóm lấy Maribeth, cô ấy chỉ còn biết hét lên trong vô vọng. Các bạn dự đoán số phận của Mary sẽ như thế nào? Cô ấy liệu có thể thoát khỏi tên đồ tể không? Đáp án sẽ có trong phần 2 của series phim. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.